Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì mình tên là Hiếu ha. Clip này mình sẽ tiếp tục cho hướng dẫn cho các bạn về phần đơn hàng. Thì đây là ở clip trước mình đã show ra được là thông tin của payment, có nghĩa là thông tin của order ha mấy bạn. Order là người mua thôi, người mua hàng thôi, rồi tổng giá trị đơn hàng. Nhưng mà mình không biết là họ mua gì. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là khi mình click vào cái này ha, edit thì mặc định là về mở lại cái quản lý đơn hàng ha. Cái trang này là trang quản lý đơn hàng của mấy bạn nè. Thì thay vì edit order, các bạn đã là view order ha. Sau đó các bạn gửi là vào cái order ID ha, cái order ID đây. Đó. Rồi ở đây là delete order mình không nói rồi ha, cũng gửi vào cái order ID luôn. Rồi các bạn vào lại trang admin để xét thử ha. Đây, mình có view order rồi, mình click thử ha, nè, view order. Thì mình sẽ đi viết một cái hàm cho view order bằng là hàm get luôn ha. Get view orders check nè, rồi mình viết hàm cho nó là view order ha, view order rồi public function view orders. Rồi thì ở đây view order của mình truyền ID ha, mình truyền ID thì mặc định bên đây mình cũng phải viết cho nó một cái ID xịt nè mấy bạn, xin lỗi mấy bạn ha, xịt sau đó là gì, order ID đi, mình đặt tên là order ID ha, order ID này nó giống như cái row ID nè ha, order ID. Thì mình sẽ qua lại trang check out, mình bắt ra order ID ha mấy bạn, order ID đó. Rồi mình thử refresh lại, mặc định là trang này nó trắng thì coi như là hàm này, hàm giờ mình trắng mà mình chưa viết cái gì hết mà. Bây giờ mình thử là return view, mình trả về là gì, view order thì mình sẽ trả về cái trang là admin chấm gì, chấm ở trong admin này, mình trong trang admin này mình sẽ tạo là một file mới, đó là view orders chấm php chấm plate ha, chấm php đó. Thì cái trang này mình sẽ copy từ cái trang manage order này đi ha. Rồi, bắt ra. Này order này. View order. Thì cái này là liệt kê đơn hàng. Liệt kê chi tiết đơn hàng, các bạn sửa lại làm liệt kê chi tiết đơn hàng ha, chi tiết đơn hàng. Rồi, bây giờ là mình xóa đi, mình cái table này mình không cần ha, cái table. Xin lỗi các bạn là các bạn chỉ xóa những cái mà fruit này thôi. Cái hàm TR này thôi ha, xóa những cái TR này đi. TD này. Đó, xóa đi. Còn cái này là mình cũng help này là mình cũng xóa đi luôn ha. Đó. Chủ yếu là mình xóa hàm PHP đi ha. Enter rich chi tiết đơn hàng. Rồi ok ha. Bây giờ các bạn thử sau khi mình tạo xong rồi, mình vào admin xong là view orders. Đây ha, admin view orders. Đó. Return trả về ha. Rồi sau đó mình thử refresh. Khi mình click vào view order nè mấy bạn. Nè, order ID nè, đó thì nó sẽ trả mình vào chi tiết liệt kê chi tiết đơn hàng. Thì trong chi tiết đơn hàng mình sẽ có ba cái gì? Ba cái table. Là một cái table là username, cái customer name và một cái table là shipping, có nghĩa là thông tin vận chuyển, và một order là tổng số mà sản phẩm mình đã mua đó. Rồi ha, bây giờ là mình sẽ là liệt kê chi tiết đơn hàng, cái này mình vẫn để ha bình thường ha. Rồi sau đó mình sẽ copy thêm ba table nữa, ba table nữa, row 5 row 3. Bây giờ là các bạn sẽ copy thêm ba table nữa cho mình bằng cách là các bạn mở lại cho mình cái ô category ha, ô category. Thì các bạn sẽ xin lỗi bạn mấy bạn ha, ô category, ô category. Rồi các bạn copy cho mình một table này nữa. Để mình xem lại ha, ba table.
Rồi. Bây giờ mình nhân bảng ba cái table này lên. Rồi bây giờ các bạn làm như mình ha. Bây giờ là mình mới có một cái là liệt kê chi tiết đơn hàng thôi, là mình vừa mới copy qua thôi. Bây giờ các bạn làm như sau. Các bạn sẽ copy nguyên một cái table này ha, nguyên một cái table này. Bây giờ mình copy nguyên một cái table này ha, từ từ đầu tới đuôi luôn ha, từ deep đầu tới deep đuôi luôn. Nhưng mà các bạn bỏ cho mình hai cái br này, có nghĩa là rồi các bạn bát ra thử ha. Rồi các bạn bát ra đây, giữa hai table nó phải có gì, hai cái khoảng cách đó, hai khoảng cách thì mặc định khi đây đây là hai cái br nè, nó sẽ cách ra cho mình. Thì cái phần liệt kê đơn hàng này, đơn hàng trên, phần liệt kê chi tiết đơn hàng trên thì các bạn là sửa lại cho mình. Sửa lại có nghĩa là thông tin người mua đi ha, thông tin người mua. À, rồi các bạn xóa luôn cái deep pro này đi. Cái deep pro này mình không cần. Rồi, mình thử ra ngoài mình refresh lại. Đó, mặc định nó sẽ mất đi cái này ha, mất đi cái này. Thông tin người mua. Rồi, bắt đầu các bạn sẽ xóa tiếp cho mình là hai cái, mình chỉ cần một cái trường, đó là username, tên người mua và địa chỉ đi, địa chỉ số điện thoại gì đó ha. Rồi mình sẽ xóa đi cái này. Đó, mình sẽ cho hai trường thôi, tại vì trên đây 2th thì dưới đây phải là 2td đúng không. Xóa cái này đi luôn. Rồi các bạn xóa cho mình cái phần footer này luôn ha, footer này luôn. Rồi sau đó các bạn ra đây, các bạn refresh lại, mặc định mình chỉ có hai trường như vậy ha. Rồi bây giờ mình xóa luôn cái này, cái th trên này đó. Các bạn refresh thử lại. Đó, đây là thông tin người mua. Bây giờ mình sẽ thông tin người mua. Rồi tiếp tục mình sẽ copy tiếp một cái table nữa ha, một cái table nữa. Bát ra đây. Bạn các bạn cho khoảng cách là một cái br ha, một cái br thôi. Đó. Thì cái trường này, thông tin người mua nè, cái trường này thì mình đổi lại, đó là trường thông tin vận chuyển. Rồi, ở dưới là chi tiết đơn hàng nè, liệt kê chi tiết đơn hàng ha. Rồi mình ra đây mình refresh lại. Thì thông tin vận chuyển thì gồm có là rất là nhiều trường ha, rất là nhiều trường, khoảng cỡ 3 trường gì đó. Thì ở clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là trong viết hàm cho cái thằng là view order này ha, lấy ra là thông tin chi tiết đơn hàng, thông tin vận chuyển, thông tin người mua. Xin cảm ơn các bạn ha.